Chiều ngày 12 tháng 10, cán bộ và nhân dân khu 6 phường Thanh Sơn long trọng tổ chức khánh thành công trình mái tôn sân nhà văn hóa. Dự chương trình có đồng chí Đào Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cùng đông đảo cán bộ nhân dân trong khu. Sau 2 tháng thi công, công trình mái tôn sân nhà văn hóa khu 6 đã hoàn thành với diện tích 500m², gồm hệ thống đèn chiếu sáng, cổng chính, cổng phụ, hàng rào sắt, hàng rào dây thép gai. Tổng kinh phí thực hiện là 362 triệu đồng. Số tiền xã hội hóa tính đến thời điểm hiện tại là trên 228 triệu đồng. Trong đó, đảng viên nơi cư trú sinh hoạt theo quy định 213 ủng hộ trên 112 triệu đồng, đảng viên chi bộ khu ủng hộ gần 34 triệu đồng, các nhà hảo tâm và nhân dân trong khu ủng hộ trên 69 triệu đồng. Đây là công trình được thực hiện với nguồn xã hội hóa lớn nhất của khu, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh 30 tháng 10 năm 1963, 30 tháng 10 năm 2023 và chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp. Công trình hoàn thành sẽ là nơi sinh hoạt, vui chơi và giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của cán bộ và nhân dân trong khu, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn.